hết pin vào loạt sự cố tại concert ở Thái, Lisa tá hỏa vì cháy sân khấu, Jennie bị pháo bắn vào mắt. Concert World Tour Pompeii của Blackpink với điểm đến Thái Lan đã diễn ra hai đêm vô cùng thành công. Tuy nhiên, trong lúc biểu diễn, không ít lần các cô gái gặp phải sự cố khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Sân khấu solo của Lisa bất ngờ bùng cháy, nhân viên phải nhanh chóng dập lửa. Trong màn trình diễn solo La Lisa của Lisa, khán giả được thưởng thức sự đầu tư hoành tráng khi liên tục có những cú pháo hoa bắn lên, tạo hiệu ứng mãn nhãn cho người xem. Tuy nhiên, ngay ở đầu tiết mục, sân khấu phía trên đã bất ngờ bùng cháy dữ dội. Rất may mắn, nhân viên phụ trách tại khu vực này đã nhanh chóng dập lửa và khống chế đám cháy. Cộng đồng Blink cũng thở phào nhẹ nhõm khi thời điểm này Lisa chưa tiến đến gần khu vực bị bùng lửa nên không gặp sự cố đáng tiếc nào. Jennie bị pháo hoa bắn vào mắt ngay đầu concert, không giấu được sự đau đớn và lùi vào cánh gà. Tại màn trình diễn mở đầu concert với ca khúc How You Like That, pháo hoa của sân khấu khi bắn lên đã vô tình bắn vào mắt của Jennie. Dù cố gắng biểu diễn nhưng sau đó cô nàng đã không giấu được sự đau đớn mà gặp người gắng chịu đứng. Sau đó Jennie đã phải lùi vào cánh gà để nhờ sự trợ giúp của ekip. Một số fan còn phát hiện Jennie đã bị bỏng ở cánh tay sau khi bị pháo hoa bắn. Khi trở lại sân khấu, cô nàng còn hài hước mắt chị cả Jisoo. May mắn rằng sự cố không quá nặng nên Jennie vẫn có thể tiếp tục biểu diễn hết mình cho khán giả. Không chỉ gặp sự cố ở buổi biểu diễn, Blackpink còn nhận tin buồn vì để đàn em vượt mặt trên bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu. Cụ thể, viện nghiên cứu danh tiếng doanh nghiệp Hàn Quốc mới đây đã công bố kết quả phân tích dữ liệu về danh tiếng thương hiệu của các nhóm nhạc nữ trong tháng 1 năm 2023. Theo thống kê, NewJeans đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng với chỉ số giá trị thương hiệu 7.299.275. Kế đến lần lượt là các nhóm Blackpink, IVE, LE SSERAFIM và TWICE. So với kết quả của tháng 12 năm ngoái là 5.361.953, chỉ số thương hiệu của NewJeans tăng 36,13%. Theo Koo Chan-hwan, giám đốc viện nghiên cứu danh tiếng doanh nghiệp Hàn Quốc, NewJeans có sự đột phá và liên tiếp lập kỷ lục. OMG Digital là các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Theo phân tích dữ liệu chi tiết, tỷ lệ tích cực của NewJeans đạt 86,90%, mức tiêu thụ thương hiệu của nhóm tăng 113,59%, các vấn đề liên quan đến thương hiệu tăng 29,40%, truyền thông thương hiệu tăng 34,71% và mức độ nhận biết tăng 13,63%. Giám đốc Koo Chan-hwan nói thêm, với sức hút của âm nhạc viral toàn cầu cùng định hướng hình ảnh đúng đắn, NewJeans đang có những bước đệm thuận lợi để tiến xa hơn trên thị trường quốc tế, được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công như đàn chị Blackpink. Có thể nói, Blackpink và nhóm nhạc đàn em cực kỳ có duyên, không chỉ thường xuyên bị mang ra so sánh mà thậm chí cả hai nhóm nhạc cùng bị chỉ trích vì những lý do giống nhau. Theo đó, MV mới của NewJeans vừa qua đã gây tranh cãi vì hình ảnh liên quan đến y tế. Trước đó, chi tiết Jennie hóa thân làm nhân viên y tế trong Love Seeker từng khiến YG phải lên tiếng xin lỗi và chỉnh sửa cả MV. NewJeans Music Video OMG. Ngay khi NewJeans ra mắt OMG vào ngày 2 tháng 1, cư dân mạng Hàn Quốc bắt đầu tranh luận gay gắt về nội dung MV. Trong đó, năm thành viên NewJeans và vai bệnh nhân tâm thần phải nhập viện do mắc chứng hoang tưởng. Phân cảnh gây chú ý nằm ở cuối MV khi một người phụ nữ để lại bình luận ác ý trên mạng xã hội. Tôi là người duy nhất cảm thấy khó chịu với music video này sao? Thần tượng chỉ cần lộ mặt đẹp rồi nhảy múa là đủ làm một MV ca nhạc rồi hả? Lúc này Minchi, người tưởng mình là một bác sĩ tâm thần đã vỗ vai người phụ nữ và nói, nào hết thời gian rồi, đến lúc phải đi đến bệnh viện rồi. Trong khi nhiều người hâm mộ NewJeans cho rằng cảnh quay này là một động thái cảnh cáo những kẻ bình luận ác ý, thì một số cư dân mạng lại không hài lòng. Họ chỉ ra rằng thái độ và cách MV OMG mô tả bệnh tâm thần là không phù hợp. Cư dân mạng cũng nêu lên mối lo ngại rằng việc so sánh những người bình luận ác ý với bệnh nhân tâm thần có thể tạo nên định kiến đối với những người mắc bệnh thực sự. Về tranh cãi này, nhà phê bình nhạc pop Kim Do-eun cho biết cảnh cuối cùng trong MV OMG là một sự lựa chọn tồi tệ và mang đến cho người xem trải nghiệm khó chịu. Bất chấp những tranh cãi, NewJeans và công ty chủ quản của nhóm dường như để công chúng diễn giải MV theo cách họ muốn. Blackpink Music Video Love Seeker. Trước NewJeans, một nhóm nữ hàng đầu K-pop khác là Blackpink cùng vướng phải tranh cãi về y tế trong Music Video Love Seeker phát hành năm 2020. Trong MV, Jennie mặc áo bó sát, váy ngắn và giày cao gót màu đỏ để điều trị cho một bệnh nhân. Outfit này khiến các tổ chức ngành y phản đối cho rằng nó có thể khiến khán giả liên tưởng đến việc tình dục hóa các nhân viên quan chức y tế. Theo IMBC, một số tổ chức y tế Hàn Quốc còn nêu rõ bộ quần áo của Jennie khuyến khích một cái nhìn méo mó đối với các y tá. YG Entertainment đã nhanh chóng phủ nhận các cáo buộc, nhưng những lời chỉ trích vẫn tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, công ty lên tiếng xin lỗi và buộc phải xóa toàn bộ phân cảnh y tá Jennie trong Love Seeker.